Xin chào tất cả mọi người đã quay chiếu sáng một căn nhà phố được đầu tư nội thất cũng như được làm bên trong rất là đẹp mắt, thuộc trục đường Bùi Quang La, phường 12, quận Gò Vấp nha, với giá là 5 tỷ 750 triệu đồng, một giá cả rất là phù hợp cho những cửa hàng nào có nguồn vốn trung bình khá. Và hãy nhanh tay liên hệ đến nhà đất Ba Hưng, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0933 83.
tiết. Để chúng ta đến tiểu cảnh có tủ âm tương, một chiếc giường. Tường thì được dán dán tường này, có máy lạnh Daikin. Máy lạnh thì này thì khoảng 15 triệu một cái nhá. Rất đẹp. Ban công và trên bán nhà quận Gò Vấp Tân Bình. Và chúng ta cùng hướng tiến lên khu vực phòng thờ, phòng giặt và sân phơi nhé. Cũng như sân thượng phía trước. Đây là khu vực sân thượng phía trước này. Thì chúng ta mua về thì gia chủ sẽ bố trí cho chúng ta một lớp cửa kính ngăn nữa. Chúng ta ngăn lại là một khoảng phòng thờ.
phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Xin chào.